nghẹn lời khi em bé vừa lọt lòng đã mang khuôn mặt của một ông lão 80 tuổi. Điều bất ngờ chính là phản ứng của bố mẹ và gia đình em bé này. Một cậu bé vừa sinh ra tại Magura, Bangladesh đã gây chú ý bởi các nếp nhăn đầy trên mặt, đôi mắt trống rỗng, cơ thể teo tóp, khuôn mặt cau có và lông lá mọc dày trên khắp lưng. Bất cứ ai nhìn những hình ảnh này đều cho rằng có lẽ em đã không may mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, căn bệnh lão hóa sớm quái ác, khiến em trông như một ông lão dù mới vừa được sinh ra. Các bác sĩ trong ekip cũng vô cùng kinh ngạc và choáng váng và khẳng định rằng đây là trường hợp vô cùng hiếm hoi trên thế giới bởi căn bệnh Rogeria lão hóa sớm có tỷ lệ gặp phải là 1 trên 8 triệu người. Đứa bé này không hề giống với bất kỳ em bé nào sinh ra ở đây cả. Cậu bé giống như một cụ già với vô số các nếp nhăn, làn da thì thô nháp. Khuôn mặt cau có, làn da thô ráp, rất nhiều nếp nhăn, lông mọc khắp lưng của cậu. Tuy nhiên, trái ngược lại là phản ứng của cha mẹ em. Họ rất sung sướng và cho rằng sự ra đời của đứa con mình đã mang nhiều phép lạ. Họ vui vẻ tiếp nhận em bé còn hơn cả chào đón một thành viên nhí thông thường. Chúng tôi đã may mắn bởi trước đó mới chỉ có một con gái. Bây giờ, chúng tôi là một gia đình 4 người, vậy còn cần gì hơn thế nữa? Bố của em bé là ông Patro và vợ của ông là Paru đã tiếp đón nhiều người tò mò ghé thăm nhà để có cơ hội nhìn ngắm cậu bé kỳ lạ. Rất may, tạm thời các bác sĩ địa phương xác nhận tình trạng của cậu bé cho đến giờ vẫn ổn. Cả gia đình em vẫn vô cùng tích cực, dù thực tế khắc nghiệt và hầu hết các em bé mắc bệnh này trên thế giới đều không có thể sống qua 13 tuổi. Rogeria, còn được gọi là hội chứng Borrelia Huntington-Gibbs, là một căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm, gây ra bởi các sai lầm trong di truyền gen, do một gen gây ra protein bất thường, thúc đẩy sự phá vỡ tế bào một cách nhanh chóng. Các protein này được gọi là progerin, chúng tích tụ trong tế bào của trẻ và khiến trẻ trở nên già đi nhanh chóng so với tuổi. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới hội chứng Rogeria này và tình trạng của cậu bé trên, họ vẫn chưa chắc chắn sẽ có liệu pháp khả thi để điều trị.